kể ra thì nó hơi khôn nổi một tí. Ừ. Thì gặp họ thì chẳng biết lấy hàng ở đâu thì tôi cứ bám theo các ông thôi. Ừ, các ông cứ đi theo. Các ông lấy hàng ở đâu thì mình vào đấy mình lấy theo. Làm buôn ok anh ạ, nhưng mà một cái là em làm một thời gian là em bị áp lực tại vì nguồn vốn của em lúc đó nó hơi ít. Nó không có nhiều vốn quá mà làm buôn này thì phải công nợ. Họ lại nợ mình. Đúng rồi. Không nợ người ta không lấy. Mình phải ứng tiền với người Tàu, nhưng mà Tàu lúc đấy thì mình chưa có uy tín nên mình chưa nợ được. Xin chào các bạn, một bạn nam 24 tuổi mới mở gian hàng ở trên sàn thương mại điện tử, nhưng có những thời điểm, có những ngày đã đạt tới con số là hơn 1.000 đơn hàng một ngày. Và bạn ý đang sở hữu một cửa hàng thời trang ở khu vực ngoại thành, nhưng cũng có doanh thu lên tới khoảng tầm gần 3 tỷ một tháng. Vậy các bạn có tò mò muốn biết là cái cách thức và cái phương pháp làm thế nào để các bạn ý đã tạo ra được những cái con số như vừa rồi thì mời các bạn cùng theo chân mình nhé. Ok, mời các bạn cùng theo chân mình đi vào tham quan cửa hàng của bạn ý. Hello. Hôm nay dẫn anh em qua đây để cùng tham quan và hy vọng là em sẽ chia sẻ cho anh em những cái kinh nghiệm của mình trong cái quá trình mà mình làm thời trang. Ok anh. Ok thì vậy thì gắn cái mic đi đã, gắn cái mic nhé. Đeo cái nào anh nhỉ? Đây. Anh đeo luôn đấy. Nhiều đẹp đẹp cái áo mồi của em đấy. Okay. Ok, Dũng này thì hiện nay thì đang có một gian hàng có mang tên thương hiệu là Manity đúng không? Ở dạ, trên sàn thương mại từ em làm Manity được khoảng bao nhiêu lâu rồi? Em làm bây giờ là sang tháng thứ tư rồi ạ. À, sang tháng thứ tư. Dạ, ok, vậy thì dẫn anh đi tham quan qua một chút về cửa hàng nhé. Dạ vâng. Thì đây là cái hiện tại thì đây vẫn là cái nơi mà tạo ra nguồn thu nhập chính cho em này. Thu nhập chính ở đây đúng không? Dòng tiền ở đây đúng không? Đúng rồi, dòng tiền để nuôi Manity. Dòng tiền để nuôi Manity ở trong thời điểm đầu. Dạ vâng, đây là hàng em bên em thì bán hàng hàng hiệu cao cấp. Ok. Xung quanh đây là cái cửa hàng em làm được 4 năm, cửa hàng này là 4 năm rồi. 4 năm? Vâng, còn trước đây thì ở cửa hàng nhỏ hơn cơ, em mới chuyển sang đây được 4 năm. Đây. Ok. Đồ Manity đây đúng không? Đúng rồi, đây ạ. Đó. Manity của em thì như hồi em đi học Anh ấy, thì bây giờ em mới phát triển một thời gian thì nó cũng được từng này sản phẩm thôi. Tại vì hiện tại nay thì đang có bao nhiêu tổng, bao nhiêu mã? Em bây giờ có 8 mã. 8 mã. 8 mã. Nhưng mà vẫn còn những cái mã mà chuẩn bị bung, nhưng mà thời điểm này nó chưa phù hợp lắm nên em chưa muốn tung ra cái sản phẩm đấy. Đây là dòng cái sản phẩm này là mới đây đúng không? Dạ vâng. Phòng trơn này thì mọi người trơn nó có mấy màu? Em có 6 màu anh ạ. Với cả cái này thì tập trung vào cái dòng khách hàng thích sự đơn giản ấy. Còn bên em đây đi bán cái loại này thì nó hoa hòe nhiều rồi. Ok, vậy thì hôm nay thì vừa kết hợp là đến đây để thăm em. Okay. Và vừa kết hợp để mong muốn là em sẽ chia sẻ qua một số những cái câu chuyện mà cái quá trình mà mình làm sản phẩm là thời trang nam của em. Dạ, đúng không? Okay. Em làm thời trang nam khoảng tầm bao nhiêu năm lâu rồi? Tất cả là được 6 năm rồi ạ. 6 năm. Em làm từ hồi đang học cấp 3, năm 12 là bán cấp order. Cấp 3. Ừ, ok, thế cũng rất rất là lâu rồi đấy chứ. 6 năm là kinh nghiệm mà để so sánh với anh thì cũng là ngang anh đấy. Kinh nghiệm mà làm về kinh doanh online cũng là 6 năm rồi mà. Sao em vậy? Cũng là 6 năm. Ok, vậy thì em sẽ có thể chia sẻ cho anh em ở trên fan của anh đang quay ở trên YouTube à? Anh đang quay tài liệu này ở trên YouTube. Okay. Ok, thì mình sẽ cùng nhau chia sẻ để cho mọi người làm thế nào để cho mọi người hình dung ra được cái câu chuyện là khi mà mình muốn làm một cái sản phẩm thời trang, có thể là làm cửa hàng offline hay là làm ở trên sàn thương mại điện tử, thì cái hành trình của em khi mà em làm xây dựng cái thương hiệu thời trang của mình cho tới thời điểm bây giờ thì em có thể review lại cho mọi người cùng hiểu để biết. Trước mắt là em giới thiệu qua em trước này cho mọi người biết. Chào vâng, ok. Chào anh Cường nhé và chào cả nhà. Em là Dũng, mọi người hay gọi em là CEO của thương hiệu thời trang Manity, mang cái trong cái ngách nhỏ là ngách chuyên polo chuyên biệt và mang phong cách tối giản tinh gọn cả nhà nhá. Em năm nay là 24 tuổi, chớm sang 25 rồi mọi người. Đó. Ok, đó thì xong cái phần giới thiệu rồi thì cái ngách thời trang này thì em làm được khoảng 6 năm rồi ạ. 6 năm rồi và cũng có một chút gọi là nếu mà mọi người là một cái fan của tín đồ hàng hiệu nhưng mà thu nhập của mọi người chưa cao, mọi người muốn sử dụng hàng siêu cấp thì chắc chắn là mọi người sẽ biết tới em. Và em thì cũng mới triển khai cái kênh Manity ấy, polo ấy, ngách polo này. Từ hồi đi học Anh là tháng 10 năm 2020, nhưng mà sau cái đợt vừa rồi thì em dính bão nhiều quá. Trên Facebook này thì bán cái hàng này của em ấy nó hay bị xóa do bản quyền xóa. Đúng rồi, đấy đợt vừa rồi là cái vấn đề đúng không? Như hôm mà em nhắn tin cho anh ấy là em mất hết luôn là 6 cái page với cả 6 fanpage, 2 cái link cá nhân làm hết sạch luôn. Thế lúc đấy là thực sự là chán nản quá, thế thôi bắt đầu bắt tay vào việc làm này luôn.
Thế em có thể review qua cái thời điểm mà em bảo là em bắt đầu học lớp hết lớp 12 là làm về hàng thời trang này đúng không? Dạ vâng, đúng rồi. Nhưng mà thì tại sao lại biết cái cách thức để nhập hay là tìm nguồn hàng, thì nó có những cái hành trình để dẫn dắt mình? Có chứ ạ. Cái đấy thì chắc chắn là có rồi. Thì đầu tiên lớp đó thực tế ra thì là em thích kiểu thích ăn mặc ấy, thích hàng này, nhưng mà tài chính thu nhập với cả kinh tế gia đình thì không cho phép. Thế nên là bắt buộc mình phải kiếm tiền mình mua thôi. Và là hơn nữa càng ngày càng bán cái hai dòng hàng này, em bán từ khoảng năm 2016 ấy, thì em bán cái dòng hàng này nhá. Dòng hàng này thì ở hiện tại cái thời điểm đấy thì bạn bè trong trường này, rồi thì anh em ở khu vực gần lân cận em ấy, thì họ khá là thích cái phong cách này. Nên em tập trung chính thức vào cái phong cách này luôn. Sau khi em bán được 2 năm đấy, bán được 2 năm, sau đó thì mở một cái cửa hàng nhỏ nhỏ. Mở cửa hàng nhỏ khoảng 15 mét thôi. Nhưng mà trộm vía thì em sau 2 năm bán order thì cũng có một lượng khách rồi, vừa là online vừa là anh em khu vực ủng hộ nữa. Thế nên là em mở đấy khoảng hơn 1 năm thì em bắt đầu chuyển sang bên này. Bên này là được như lúc em nói là 4 năm. 4 năm. Vâng. Đó. Sang năm 2022 này là được 4 năm anh ạ. Thì cái nguồn hàng thì cũng thế này anh ạ, nói chung là cái cơ duyên theo như ngày xưa em cơ bán. Cơ duyên đấy, đúng rồi. Vâng. Đấy thì như em bảo thôi, mình muốn kiếm tiền để mình mua sắm cái thứ mình thích này, mình chi mình tiêu. Đó thì là em bán order, hồi đó anh em ủng hộ, sau thì kiểu là em bán một thời gian thì cái lượng khách với cả số lượng hàng lấy cũng lớn đấy. Thế là kiểu mình không biết nói làm sao, nhưng mà theo kiểu là em lấy hàng ở đấy thì anh chị cũng quý. Ngày xưa em lấy hàng một thời gian ở trên chỗ anh G-Shop Thái Nguyên ấy, là một cái shop khá là lớn ấy, bây giờ cũng rất là to. Thì anh ấy cũng quý em. Sau thời gian là em bảo em mở cửa hàng, thì anh ấy cũng hỗ trợ, cũng chỉ cho em đến nhà này nhà kia lấy hàng các thứ. Thì anh ấy chỉ cho em những mối đấy thôi. Xong thì mình xuống chợ, mình đi lân na nhiều ngày lắm anh ạ. Nói chung là hồi đấy còn kiểu như là non ấy. Nên là mình xuống đấy. Đi chợ là chợ nào? Em đi xuống Linh Hiệp này. Chợ thì nhiều nhá. Hồi đầu tiên thì em đi xuống Linh Hiệp em tìm như này. Thì em tìm theo kiểu là thực tế ra thì mình cứ đi nhanh quanh thôi, nhưng mà có nhiều nhà mình vẫn chưa biết. Nhiều nhà mình chưa biết thì ở cái dòng hàng của em này lại có nhiều anh chị cũng bán theo kiểu thế, tức là gần như là em bán cái dòng hàng nào thì em lại follow theo những cái người bán dòng hàng đấy, em cập nhật là mua một cái nhà bán thì họ sẽ có một cái phong cách riêng, xong rồi mình sẽ follow theo cái nhà bán đấy hay không, là như nào? Tức là nhà bán như em này chẳng hạn, họ cũng là một trong những cái người nổi tiếng, họ bán cái hàng này ở đấy thì em đi xuống chợ Tân Hiệp thì vô tình em gặp họ thôi. Thì lúc đó như thế này, gặp thật ra thì đấy là cái hơi, nó kể ra thì nó hơi khôn nổi một tí. Thì gặp họ thì chẳng biết lấy hàng ở đâu, thì tôi cứ bám theo các ông thôi. Các cứ ông đi theo. Các ông lấy hàng ở đâu thì mình vào đấy mình lấy theo. Nghĩa là em sẽ gặp những cái người mà em thấy là họ đã bán cái sản phẩm mà giống như của em đang muốn bán ấy. Thì xong rồi em cứ đi theo họ, đi sau lưng họ để xem là họ sẽ đến cái nhà nào để họ lấy hàng. Dạ vâng. Đúng không? Xong rồi mình sẽ đi theo và đúng mình tìm. Dạ vâng. Sau đấy thì thời gian nữa thì mình cũng hỏi xe ôm anh ạ. Xe ôm. Trả tiền cho các chú kiểu xe ôm ấy. Xe ôm thì người ta hay trung chuyển hàng ấy. Thì nói chung là toàn mấy cái mẹo nhỏ nhỏ để mình kiếm ra nguồn hàng thôi. Thời gian ở dưới Linh Hiệp này thì kiếm được cơ số nguồn hàng rồi. Sau khi mà mình lấy hàng ấy thì trộm vía là nói chung là em lấy hàng thì kiểu là hơi xả lời một tí. Thế là anh chị, các anh chị cũng quý. Khi mà xuống đó lấy hàng của nhà nào thì anh chị đều quý. Thì ở đấy có một kiểu là cho mình công nợ ấy, mình cả bán gối ấy. Tức là mình nhập hàng xong thì mình bán hết cái chỗ đấy, xong mình trả tiền. Còn có những khi mà tầm cuối mùa thì anh chị hay gửi hàng cho mình bán được cái nào thì bán, mà không bán được thì lại quay đầu về. Thế cũng là để mà công nợ thì không phải là đơn giản đâu, đúng không? Vâng. Cũng phải cũng là phải tạo ra những cái uy tín. Vâng, nói chung là cũng có một chút tại vì là trong những cái người mà khi mà các bạn ý cái khó khăn ở trong những cái giai đoạn đầu ấy nguồn vốn mà lại có mình lại có uy tín như thế thì cũng là một trong những cái lợi thế. Dạ đúng rồi. Thì trộm vía là cũng được khoảng lấy mấy quen mấy nhà thì mấy anh chị đều cho gối kiểu đấy. Thế nên là cái con đường em đi nó cũng gọi là thuận lợi, khá nhanh. Sau một thời gian thì sau khi mà quen mình bán hàng nhiều mẫu thì mình tương tác với mấy anh em cũng bán hàng theo cái dòng hàng của em này ở trên Facebook ấy. Nhưng mà các anh lớn hơn, các anh bán trước thì mình tương tác có qua lại thì anh em ngồi nói chuyện giao lưu các thứ thì các anh đấy lại chia sẻ thêm cho các nguồn hàng lâu lắm nữa. Ok. sau một thời gian như thế này thì đến khoảng năm 2017 thì em bắt đầu chuyển sang cửa hàng mới này rồi này. Thì lúc đó 2017, hôm nay là 2021 rồi. 21 rồi, 4 năm. Thì lúc đó mình bắt đầu là sang cửa hàng mới thì cũng cần nhiều cái mẫu mã, cái phong cách khác. Tại vì theo như cá nhân em thấy nhá, nếu mà mình bán tất cả dòng hàng ở Linh Hiệp này, ở Việt Nam này thì 10 shop gần như là giống nhau cả 10. Đúng rồi. Nếu mà nó không có sự khác biệt. Nó không có sự khác biệt. Thế nên là em muốn là mình có một cái điểm khác biệt một tí đi. Như bây giờ nhá, anh hỏi mọi người là nếu mà hỏi về Dũng Luân Chè thì chắc chắn là Hoa Hòe rồi.
cứ hoa hòe và nghịch ngợm đấy là khách ruột của em như kiểu là anh Huấn Hoa Hồng ấy, hoặc là các idol TikTok cũng nhiều, rồi thì các anh em trong phong cách kiểu xã hội ấy, hay hoa hòe, nói chung là hoa hòe, thì nhắc đến Dũng Đôn Chè là mọi người nhớ đến ngay là người một người bán hàng hiệu siêu cấp nhưng mà theo phong cách là hoa hòe. Đấy, muốn nghĩa là cái hàng siêu cấp này nó cũng phân ra thành từng cái nhóm đúng không? Đúng rồi ạ, có những nhóm cái hoa hòe được ngoài lịch. Nhóm hoa hòe thì nhóm gì nữa? Có những cái nhóm thanh lịch thì ví dụ lịch sự là như kiểu là Burberry này, hoặc là như kiểu là Tom Brown đấy thì lịch sự cho anh em công sở. Đấy. LV các thứ thì LV thì nó hơi phá cách một tí. Nhưng mà em chọn những cái ngách như thế để nó hoa hòe một tí. Giá sản phẩm thì có những sản phẩm từ tầm thấp đến tầm cao, tuy nhiên thì em đánh tầm cao cấp nhiều hơn. Đó, tại vì cái này cái hàng này nó cũng chia ra là rất là nhiều loại. Có đúng rồi ạ, nhiều loại lắm. 1, 2, 3. Thế thì sau cái thời gian là mình đã quyết định là đi theo cái ngách đấy thì bắt đầu chuyển sang Trung Quốc, tại vì hồi đấy là kiểu như anh theo một cái thời điểm đó thì là bọn em một người đi sang Trung Quốc được thì nhiều người sang Trung Quốc được, họ cứ sang họ gom họ này kia này thì mình cũng ham nên là bắt đầu tìm cách kết nối để đi sang bên đó. Năm đó sang thì năm bao nhiêu tuổi bắt đầu sang thử năm Trung đấy Quốc? 4 năm trước thì em khoảng 21 tuổi. 4 năm trước đã tự mò sang Trung Quốc rồi. Thì đó là hồi đó thì em đi qua một cái mua visa bình thường nhá, xong thì bên đó thì em thuê phiên dịch. Thuê tai là học sinh như em ấy, các bạn đấy à, chị em 97 với cả 98 là các em mới sang đưa đi đó, thì năm em bắt đầu sang đấy. Lúc đầu là đi tàu hay là đi máy bay? Không, em đi máy bay luôn. Đi tàu thế là khó chịu lắm lâu lắm. Sang máy bay lúc là đến mà anh lúc của đến bay Quảng Châu đúng không? Vâng, Quảng Châu luôn ạ. Bay sân bay Bạch Vân. Nó có hai sân bay đó. Thế xong lúc đầu đi là đi chợ gì đầu tiên? Em đi Chansilu là chợ chuyên hàng phách, chợ quả cầu ấy, mọi người hay gọi là chợ quả cầu. Chansilu là đường anh biết cái chợ đấy rồi. Lu là đúng rồi, Lu là cái đường mà em hay ở mấy cái khách sạn là của người Việt. Cái chợ đấy nó có mấy tầng? Đúng rồi, nó là một cái tòa nhà, nó không to đâu nhưng mà nó không, nó là khoảng 4-5-6 tòa nhà liền nhau luôn. Nó là canh quanh một cái khu này, quanh một cái khu chuẩn luôn. Ở đấy thì có đồng hồ, có nói chung là có đúng rồi, có một phần một cái đồng hồ riêng này, có một cái chuyên bán quần áo, có một chỗ bán quần áo nữ này, đúng rồi. Huy Mẩy là tòa bán quần áo nữ. Huy Mẩy là tòa nó như kiểu là cái bảy sắc cầu vồng anh ạ, bảy sắc cầu vồng. Đúng rồi, anh biết rồi, anh nhớ rồi. Đúng chắc rồi. Anh có sang đấy thì anh cũng biết rồi đúng không? Đấy thì cái tòa Huy Mẩy nó có cả tầng hầm. Đúng rồi, có tầng hầm. Tầng hầm là chuyên bán hàng hot girl đấy. Hàng hot girl đẹp lắm, nhưng mà nó đắt, Quảng Châu cao cấp. Thì sau thời gian sang đấy thì em cũng tìm tòi đầu tiên. Sang lúc đầu thì có tốn nhiều chi phí không? Nói chung là lúc đầu thì kiểu như là không biết anh ạ. Book toàn khách sạn xịn thôi. Ở toàn khách sạn xịn thôi. Nên là tốn, quả đầu tiên đi là quả tốn nhất anh ạ. Chơi ăn thì ăn toàn nhà hàng nhá, xong thì ở khách sạn thì toàn thuê khách sạn xịn theo ngày ấy anh. Theo ngày luôn. Đấy. Sau đợt đấy là đi là tốn kém nhất nhưng mà nói chung là cũng thu lại được khá khá. Thì khi mà ở Việt Nam thì em cũng tương tác với một số các shop khác rồi, thì khi mà sang đấy lấy hàng thì em lại gom hộ mọi người. Tức em muốn đấy là tốt. Nhặt hộ luôn. Đúng rồi. Em không lấy lãi, thời gian đó không lấy lãi. Thì là mình muốn có một cái giá tốt thì mình phải là mình tạo số lượng cho người ta. Thế là em gom hộ mọi người thì xong khoảng một lần hai lần đi là quen. Thế là nếu mà lần đầu em đi ấy, thì em sau khi em nhặt được hàng rồi đúng không? Vâng. Thì làm thế nào em chuyển nó về được đúng không? Đây cái chuyển nếu mà kể về cái câu chuyện vận chuyển thì nó buồn cười lắm. Tại như này anh ạ, cái câu chuyện vận chuyển thì đợt đó là em không có biết về vận chuyển nó khó khăn như nào, thì là chỉ cần đầu tiên thì cũng hỏi mấy anh chị ở nhà thì là mang ra một cái kho, sau là mình đầu tiên là mình đặt hàng này, xong cửa hàng thường là tầm chiều 5 giờ đúng chiều rồi, họ chuyển sang cái kho của mình đó, chuyển sang kho xong đóng từ kho về Việt Nam cho địa chỉ Việt Nam. Nhưng mà đợt đấy thì cũng chưa biết là mình chỉ nghe theo tai thôi thì hơi sợ mất anh ạ. Đúng rồi, trước anh đi thì cũng đi chợ, hồi xưa mà anh ở bên Trung Quốc là cũng đi dịch cho mọi người đấy chứ cũng đi gọi là mình chỉ đi theo thôi chứ không được phải rồi. Là đi dịch, nghĩa là bạn anh đi dịch thì mình muốn là đi sang Trung Quốc để học thì cứ đi theo giống như em ấy. Đúng rồi, nó đi cái gì là nó đi chợ nào là mình cứ ghi vào trong sổ. Rồi, em thế. Mình ghi vào ra là chỗ này là lấy hàng như này, mình ghi vào trong sổ để mình biết, để về sau ví dụ có ai mà thuê mình đi dịch ấy thì mình cũng à đây có cái mối này. Đúng rồi. Để đúng luôn, anh cứ đi theo như thế thôi. Thì bình thường là sau khi mà khách họ mua xong ấy thì mình sẽ cái bạn tài đấy sẽ có những cái ông xe, ông cái kéo đấy, ông kéo. nhặt về xong rồi đóng thành một kiện xong rồi bắt đầu gửi cho đúng mình rồi, rồi. Nhưng mà đợt đấy thì em kiểu mới làm ấy, nên là sợ hàng mình sợ mất không. Thì họ mỗi nhà chuyển về như này thì em kẹp một cái toa vào đấy luôn. Nhà nào đến phát là em buộc
thì mình làm thủ công như kiểu ở Việt Nam ấy, thì dán băng dính vào, xong là ghi số 1 này, túi 1, túi 2, túi 3, túi 4, xong là đóng 4 túi đấy. Trước khi đóng vào tải là mình ngồi đây mình kê. Anh ấy cứ ngồi trông này, ngồi trông ông ấy đóng vào. Cái bao to như này thì mình gom 5, ví dụ 5 cái túi vào một trong cái bao đấy. Thì là mình ngồi mình quay lại đây. Hôm nay về là phải về đúng 5 cái bao như này. À đúng năm trong trong cái bao này phải có đúng năm cái túi này thì mới đủ ăn. Kiểu sợ mất đấy anh. Đó. Nói chung là cẩn thận. Thế xong là một thời gian làm quen thì cũng không cần phải làm thế nữa. Tại vì là như mọi người làm, mình làm mấy lần thì ổn là không sao anh. Đấy. Gần đây nhất là sang nhập là em sang cũng 2 năm rồi. 2 năm rồi đúng. Covid mà. Thế sau những lần sau sang thì lại thế này, lần sau sang thì sau cái lần đầu đi thì thực sự là trong cái việc như anh biết tai ấy, tai thì họ hiểu tiếng hơn mình. Họ có nhiều cái thứ để họ nó không phải, nếu mà nói thì các bạn có khi có nhiều người ta lại nghĩ thế này thế kia, nhưng mà thực sự thì nó cũng có những cái màu đen ở trong đấy. Đó, em nói đông na thế là mọi người hiểu đúng không? Thì lần sau này em muốn tự đi thì em cũng đi học tiếng Trung. Về một thằng tiếng Trung được khoảng 3 tháng. Lôm la là hỏi đường rồi thì hỏi giá hoặc cả đồ ăn nước uống thế thôi. Không biết nhiều, còn là tiếng Trung giao tiếp thôi anh ạ. Đấy, thì lần sau sang thì thế này. Đầu tiên bọn em hay di chuyển bằng taxi nhá. Taxi thì tốn anh ạ. Sau sang đấy thì lại gặp người Việt đi lấy hàng với đó. Họ đi xe buýt. Đúng rồi, đi xe buýt, đi tàu ngầm. Rẻ quá. Đi tàu ngầm. Xe buýt thôi, còn đúng, em chưa có tiền, chưa có, đợt đó nó phải có cái Alipay mình thanh toán được. Đúng rồi. Thì là em đi theo. Có tiền giấy này, thì em đi theo, cứ lên trên các bà đó ngồi. Thì xem các bà đấy đi đến đường nào, đi ngồi lên xe kiểu gì. Thì cũng lên như anh, cũng sổ như anh. Em ghi điện thoại là đây này, bắt ở chỗ này này, xong đi đến trạm này, trạm kia này, trạm này, trạm kia này. Không biết kiểu là đợt đó nếu mà không biết ấy, thì mình lại hỏi với người Trung Quốc được. Thì nó bảo là đây mày phải xuống chỗ này. Đấy. Xong đến nơi là thấy các bà đấy ở khách sạn này, các bà đấy ăn ở quán này, các bà đấy uống nước hay là mọi thứ ở chỗ nào. Thế là sau mình cứ lần sau là cứ thế luôn. Thế chuyển luôn anh ạ. Xếp hành lý đi luôn, thanh toán là mình ra đấy mình ở luôn. Xong là đi thêm các bà đấy hay đóng hàng ở đâu. Là mình tìm thêm cái chỗ đóng hàng mới, tại vì em cũng chia ra 2-3 bên vận chuyển để tránh cái rủi ro ấy. Có bên là họ làm việc được thì họ về hàng nhanh, còn có bên không làm việc được thì họ lại về hàng lâu. Đó, chúng mình nếu mà đóng hàng, khi mà mình đóng hàng được xong rồi ấy, thì để mà về tới đây khoảng tầm bao nhiêu lâu? Nếu mà biên thông bình thường thì tầm 3-4 ngày ạ. 3-4 ngày là từ kho. Nghĩa là mình nhá, hôm nay em đi chợ nhá, em gom hàng đúng không? Em tính là từ kho Quảng Châu đấy. Kho chứ còn đâu cái thời gian mà họ chuẩn bị cái hàng cho mình thì là sẽ tùy thuộc vào bên xưởng. Họ tức là họ giao đến kho là 3-4 ngày là về đến mình. Nhưng mà bây giờ thì hơi lâu, bây giờ có hôm là 5-7 ngày. Nhưng mà tầm này là đang cấm biên ấy thì khá lâu. Tầm này thì chắc có hàng của em cả tháng chưa về rồi. Thế lần các lần 2 lần 3 đi thì em vẫn cứ tiếp tục gom như thế, đúng không? Thì đợt đầu đi tìm là đi tìm các cửa hàng ở trong chợ, rồi đợt sau thì mình kết nối để mình đi tìm các xưởng. Thì mình làm xưởng giá tốt hơn. Có làm xưởng thì khi đó một thời gian về là em có làm buôn nữa chứ. Làm buôn ok lắm, nhiều khách ủng hộ nha. Có một chút gọi là thời đó thì 2016 là em cũng đi học chạy ads rồi. Đó thì sang đấy thì cũng như kiểu anh này, có cái tư liệu là quay video ở bên đó. Tức là tôi đang ở đây và tôi đang ở chợ này, tôi ở chỗ kia. Mọi người cần hàng thì kết nối số này số kia. Thế là được khá là nhiều khách buôn nhá. Làm buôn ok nha, nhưng mà một cái là em làm một thời gian là em bị áp lực, tại vì nguồn vốn của em lúc đó nó hơi ít. Nó không có nhiều vốn quá, mà làm buôn này thì phải công nợ. Họ lại nợ mình. Đúng rồi. Không nợ người ta không lấy. Mình phải ứng tiền với người tàu, nhưng mà tàu lúc đấy thì mình chưa có uy tín, này mình chưa lợi được. Còn đâu như bây giờ thì là lợi được người tàu. Đó, mình cũng lợi được người tàu rồi. Thì sau một thời gian làm buôn lấy được khá nhiều hàng, thì sau một thời gian là áp lực quá em không làm nữa. Để em chuyển về bán cái dòng hàng như này. Nó đẩy mạnh bán lẻ. Lại chạy ads với các thứ để mạnh bán lẻ. Thế thôi, xong đến bây giờ thì tức là làm cái hàng như em này nó gặp nhiều vấn đề lắm. Cái Facebook của em nếu mà tính ra có những người mà họ làm cùng một thời điểm của em ấy, đến bây giờ thì cái fanpage, cái page của họ có khi đến cả triệu like rồi. Đúng không? Ngay như anh đối diện bên nhà em kìa, anh đến bây giờ cũng làm mà. Anh ấy cũng 500-600 nghìn lượt thích rồi, rồi đơn hàng cũng cả nghìn một ngày rồi. Nhưng mà mình nhìn lại, anh ấy cũng có tích xanh rồi anh. Chạy ad livestream trực tiếp rồi. Mình nhìn lại thì mình cũng không ăn thua, nó cũng làm được lại mất anh ạ, xây được lại mất. Nghĩa là cái dòng hàng này là mình cứ nuôi được một thời gian rồi. Xong rồi nó lại bị chết page, đúng không? Lại sập page. Thì đấy không là sập thì nó lại cấm chạy quảng cáo. Phải chạy cái khác. Ok. Thế một thời gian là mất hết anh ạ. Xong mà em mất, nếu mà tính 4-5 năm bán hàng như thế, 6 năm bán hàng thì mất khoảng độ 8 lần rồi. 8 page. Em bảo cộng lại thì page của em được khoảng tầm 900k follow. Profile thì cũng phải được tầm 300 nghìn.
là hot như các bạn hot hot luôn đấy, các bạn hot hơn là 300.000 luôn đấy, nhưng mà thực tế thì cứ đến đó đến được mấy chục nghìn, gần trăm nghìn đô la mất anh ạ. Là chán quá. Thì cái thời điểm đấy thì ngày xưa đi học art ấy, thì học qua anh Đức Iduka ấy anh, thì đợt đấy là anh em thấy là anh đến với anh hợp tác để mở lớp Shopee thì phải đấy. Thế là thời gian đấy là kiểu như kiểu mình làm trong một ngách nào mình lại có những cái thần tượng của mình anh. Thì đó là thần tượng anh Đức đó, vì cái cảm giác kiểu thân thiện mà dễ mến đó. Xong là thấy anh Đức giới thiệu cái khóa của anh, là em đăng ký đi, vừa là ủng hộ anh Đức mà vừa là để mình xem là có cái cơ hội mới nào để phát triển cho mình không. Tại vì cũng thấy được là, tại vì bọn em hay mua hàng trên Tháo Bảo mà, thì cũng thấy được là thương mại điện tử thì nó là một cái nơi mà có thể tạo được ra cái doanh thu khủng cho mình này, nó tạo ra được nhiều cái đột phá và nó có thể lưu lại được cái khách hàng của mình, lưu lại hành vi mua bán của khách ấy. Thì thế là bắt đầu đăng ký đi học thôi, thì sau bắt đầu là quen anh đấy. Đó. Anh muốn hỏi gì nữa không? Đấy là cái quá trình mà để đi đến việc mà xây dựng như này. Đây, hay là nói luôn về cái tại sao em lại làm cái Mality này nhá. Ờ đúng rồi, em có thể chia sẻ qua về cái cái lý do chính để em chuyển sang Mality, và trong những cái giai đoạn mà em chuyển như thế thì em có những cái gì khó khăn không? Có, nhiều anh ạ. Đấy ạ, như mọi người biết thì là em là người buôn hàng chung rồi này, em biết chất, biết các thứ này, biết form này. Thì khi trong cái quá trình, à đây, để lý do trước nhá. Lý do là sau có cái cú mất cực kỳ sốc đấy thì chấn an nó gọi là tâm lý bất bình thường ạ. Anh bảo bây giờ nhá, bọn em là ở đây cửa hàng gia đình là có 10 anh em, 10 người đang làm. 10 người. Vâng, mọi người trên phòng nữa, cả các tối các thứ là tầm 10 người. Thì mỗi cái lúc mà mất như thế thì doanh thu của mọi người phụ thuộc vào doanh thu cửa hàng của anh, lương của mọi người ấy. Mất fanpage tự nhiên mất cả dừng luôn, tất cả là dừng tất hết, cả dừng luôn, dừng hết, là bắt đầu chao đảo nhá. Lương nhân sự thì thấp mà mình thì không có nguồn thu nhập đó. Bắt đầu áp lực quá nhiều. Xong em bảo là thôi bây giờ mình bỏ thì không bỏ được rồi, tiếc anh ạ. Trong người mình chưa đủ can đảm để mình vứt bỏ cái này đi. Tại vì nếu mà bỏ đi thì chẳng biết cái nghề gì cả anh ạ. Thì tại vì em học xong 12 thôi mà, không có đi học đại học gì cả, không có ngành nghề gì cả. Mỗi cái máy quần áo này là cái cần câu cơm rồi. Bây giờ mình bỏ đi thì thật sự là không có cái nghị lực để mình bắt đầu lại. Thế nên là em làm song song thôi, làm tiếp. Thời điểm mà cao nhất về bán cái mặt hàng về thời trang này là doanh thu là bao nhiêu? Là một tháng hay là một ngày? Tháng. Tháng thì cao điểm nhất. Cao điểm kỷ lục thì có cái đợt năm 2019 cả chạy ad thì của em lên tầm 5 tỷ. À. Nhưng mà đợt đấy là chạy ad khủng. Mũ là đợt chạy mũ anh ạ. Chuyên mũ. Chuyên mũ đóng ngày nào trả vào trong đơn. Bây giờ cái video này cũng dài rồi thì khả năng là anh em mình sẽ làm tiếp một cái video để em chia sẻ về Manity, cái cách thức mà làm thế nào để thế em cho nó em bóc tách anh ạ. Đúng rồi. Làm thế nào để em có thể xây dựng Manity ở trên sàn, làm nào để em đạt được những cái con số như hiện tại, tại vì là em thì em đã có những cái kinh nghiệm làm về thời trang rồi, đúng không? Vậy thì sau khi mà mình chuyển từ mảng đó là kinh doanh, thứ nhất là kinh doanh truyền thống, thứ hai là kinh doanh ở trên phụ thuộc vào các nền tảng như là Facebook. Vậy thì mình chuyển sang sàn như nào? Thì chúng ta sẽ chia sẻ ở video sau, ok? Và kinh doanh thời trang, yếu tố nguồn hàng và nhập hàng là một trong những yếu tố rất quan trọng. Và Dũng là một trong những người có rất là nhiều những kinh nghiệm liên quan đến vấn đề về nhập hàng Trung Quốc, tìm nguồn hàng, tìm xưởng. Và trong video số 2 của chúng ta thì Dũng sẽ chia sẻ sâu hơn cho mọi người về kỹ năng và những cái bí mật liên quan đến vấn đề về nhập hàng và tìm kiếm nguồn hàng. Ok, vậy thì mọi người nhớ đăng ký và subscribe kênh Hoàng Mạnh Cường nhé. Ok, bye bye mọi người.